Cao Điểm xin giới thiệu dòng bus Nelby Hosing anh em nha. Đó, ông Hosing khi nào có dập chữ Hosing lên cái sườn anh em thấy không? Không lần lồi với ông nào. 40 côn 15. Em này thì công suất là hiện tại là 500 W trực kháng 8 ohm. Đồ nhà em này rất là cao anh em nha. Mang sợi thủy tinh. Ông này để sử dụng cái nhện là nhện đen đặc trưng. 30, 40, 50 hình như là nhìn đặc trưng của ông. Made in China anh em nha. Hàng hạng khi nào nó làm rất là tốt. Trung Quốc thì giờ tùy theo túi tiền em đặt thôi. Một đồng làm một đồng và đồng hai làm đồng hai. À, anh em mà một số anh em nói là bi nó sẽ rẻ hơn khối. Đó là cái tư tưởng và cái tào lao anh em nha. Nghe người ta nói. Đó là một số người anh em nghe người ta nói mà chưa trải nghiệm. Có loại bi thì nó rẻ hơn khối. Rồi anh em là nói như vậy, tùy theo túi tiền em đặt nha. Có loại khối thì rẻ bèo à. Khối ví dụ chiều mấy anh em đặt cũng có nữa. Tùy theo cái lượng từ anh em nha. Nó là 500 vĩnh cửu mà. Chứ đừng có sai lầm bi rẻ hơn khối. Tùy theo túi tiền mình đặt anh em nha. Mua hàng anh Cao Điểm về khách lẻ mua ở tỉnh á phải có cọc nha. Cao Điểm nói rõ ràng, chứ không phải là cọc để mà lấy tiền anh em làm giàu đâu. Mình rõ ràng quy định. Sau này anh em mà buôn bán thì mình cũng rơi vào quy định vậy thôi. Đừng nói úa bán hàng mà sao mà cọc làm gì. Sợ người ta lấy không lấy à. Mình phải xác suất cái rủi ro. Ví dụ lợi anh em có việc hoặc là đột xuất. Hoặc anh em nhiều khi em đang mua mà lợi bên kia người ta nó cho hoặc nó tặng cái gì anh em không mua nữa. Thì mình lấy cái tiền đó mình trả lại tiền ship anh em không. Xác suất thì mình phải có cái rủi ro chứ đâu phải là ai hoàn hảo hết đúng anh em. Mua cái gì phải biết cái đơn vị bán ở đâu. Chứ đừng có hỏi một lần để mua là dễ bị ôm bom lắm. Cao Điểm mà nhắc anh em rồi. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Bên Cao Điểm là chuyên âm thanh sân khấu. Cứ vào trang cá nhân của Cao Điểm. Tất cả Zalo, Facebook, TikTok, Google, Fanpage. Cái gì cũng có hết. Gọi số điện thoại Cao Điểm 0904063649. Hoặc là vào website caodiemaudio.com. Đó, mua cái gì mình cũng phải tìm hiểu với người ta chứ anh em. Cao Điểm đi mua cái gì cũng vậy. Trước tiên là chưa hỏi người ta ở đâu đâu. Mình tìm hiểu người ta có cái bị bóc phốt, bóc đồ chứ không. Rồi mình tính tiếp anh em nha. Đó là những khách hàng thông thái. Đôi lúc mình cũng không cần cái người bán lại cung cấp cho mình luôn á. Mình tự tìm hiểu trước. Và thấy bằng ổn thì thôi, khỏi hỏi thêm. Đó. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Nói vui xíu thôi anh em, đừng có để bụng nha anh em. Mình là hay thẳng thắn. Thẳng thắn thường thua thiệt.